vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Hướng trọn đại lộc trong 5 ngày tới. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, hợp vía thần tài, may mắn bùng phát, phúc đức kéo về ầm ầm, tiền quyển xếp ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Giới tử vi tiết lộ, đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch năm 2024. Quý tín chủ tuổi Tân Sửu thân mến, không ai trong chúng ta khi sinh ra đã hoàn hảo. Sự thông minh, khéo léo hay những thành công mà ta đạt được không phải là những món quà từ trời ban xuống. Mỗi người đều cần phải trải qua một quá trình học hỏi, trau dồi tri thức và không ngừng rèn luyện bản thân qua những trải nghiệm của cuộc đời. Từ đó, họ mới có thể tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu và trở nên thông tuệ, sắc sảo. Có lẽ những người sinh năm Tân Sửu 1961 đã hiểu rõ hơn ai hết những điều này. Cuộc đời là một hành trình đầy biến động và thăng trầm, mà trong đó mỗi chúng ta đều phải không ngừng phấn đấu để mưu sinh, để chăm lo cho gia đình và để gánh vác những trách nhiệm ngày càng lớn hơn theo thời gian. Khi còn trẻ, chúng ta lo lắng về việc học hành, tìm kiếm công việc hay bắt đầu một tình yêu. Nhưng đến tuổi Ngũ Tuần, những mối lo lại chuyển sang chuyện nhà cửa, đất đai, chăm sóc con cái cháu chắt và những dịp lễ Tết trong gia đình. Còn khi bước vào tuổi Lục Tuần, điều khiến chúng ta bận tâm hơn cả chính là làm sao có đủ tài chính để an hưởng tuổi già mà không trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì thế, việc nắm bắt được vận trình tương lai không chỉ là một mong mỏi lớn, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những người tuổi Tân Sửu. Đặc biệt, trong chương trình tử vi này, chúng tôi cũng cần cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn mà tuổi Tân Sửu cần phải chú ý trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch năm 2024. Đây là những nguy cơ mà chưa từng ai tiết lộ trước đây. Chỉ cần bạn tránh xa được những hiểm họa này, cơ hội để bạn đạt được sự giàu có, tài lộc và một cuộc sống viên mãn sẽ ở ngay trước mắt. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội quý giá và vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Vậy vận trình tử vi của tín chủ Tân Sửu 1961 có diễn biến ra sao trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm này? Những hiểm họa mà tín chủ cần vượt qua là gì? Tất cả sẽ được tử vi tiết lộ ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý tín chủ Tân Sửu thân mến, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết vận trình tuổi Tân Sửu trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm lại những tính cách và phẩm chất làm nên một Tân Sửu mạnh mẽ, kiên cường và tài giỏi trước bao bão giông. Người sinh năm Tân Sửu 1961 mang trong mình dấu ấn sâu đậm của con giáp Sửu, biểu tượng của sức mạnh nội tại, sự bền bỉ không ngừng nghỉ và một tinh thần kỷ luật nghiêm túc. Với bản chất đặc trưng của con giáp này, họ thường được mọi người biết đến với sự kiên nhẫn vượt trội, sự chăm chỉ bền bỉ và một tầm nhìn rõ ràng, tỉ mỉ trong từng công việc. Khi nhắc đến người tuổi Tân Sửu 1961, điều đầu tiên phải nói đến là lòng kiên trì và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Họ không chỉ sẵn sàng đối mặt với thử thách mà còn coi những khó khăn là cơ hội để rèn luyện và khẳng định bản thân. Đối với họ, mỗi thành công không chỉ là kết quả của nỗ lực, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm và lòng trung thành với mục tiêu đặt ra. Những người tuổi Tân Sửu 1961 thường được coi là hình mẫu của sự trách nhiệm. Họ không chỉ tận tâm trong công việc, mà còn là người trụ cột vững chắc trong gia đình. Sự trung thực, ngay thẳng là nguyên tắc sống của họ, khiến cho người khác dễ dàng đặt niềm tin và cảm phục. Những giá trị này không chỉ giúp họ xây dựng được các mối quan hệ xã hội bền chặt, mà còn giúp họ trở thành chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy cho gia đình và bạn bè. Tính kiên định của người tuổi Tân Sửu 1961 thật đáng nể. Một khi đã đặt ra mục tiêu,
họ sẽ theo đuổi đến cùng, không hề dao động trước khó khăn hay những ý kiến trái chiều. Sự kiên quyết này giúp họ vượt qua nhiều thử thách, nhưng cũng đòi hỏi họ cần phải học cách lắng nghe và linh hoạt hơn trong một số tình huống để tránh sự cứng nhắc. Bên cạnh sự mạnh mẽ trong công việc, người tuổi Tân Sửu 1961 lại có một phong thái trầm lặng và khiêm tốn trong đời sống cá nhân. Họ không thích phô trương hay khoe khoang về những thành tựu của mình, mà thay vào đó sống giản dị và đề cao giá trị của sự bình yên trong tâm hồn. Chính sự khiêm nhường này lại làm cho họ càng thêm phần đáng kính trọng trong mắt người khác. Với họ, gia đình luôn là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất. Người tuổi Tân Sửu 1961 sẵn sàng dành mọi sự chăm sóc và bảo vệ cho những người thân yêu, coi việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là mục tiêu lớn trong cuộc đời. Tính cách đáng tin cậy của họ không chỉ mang lại cảm giác an toàn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ cho những người xung quanh. Họ là những người sống rất thực tế và có đầu óc thực dụng, luôn đánh giá mọi việc qua lăng kính khách quan và logic. Họ không ưa sự mơ mộng hay viển vông, mà luôn tìm cách đưa ra những quyết định sáng suốt và hiệu quả trong cả công việc lẫn cuộc sống. Điều này giúp họ duy trì sự ổn định và bền vững, nhưng đồng thời cũng có thể khiến họ trở nên cứng nhắc và bảo thủ trong một số tình huống. Dù vậy, sức mạnh nội tâm của họ thật đáng khâm phục. Người tuổi Tân Sửu 1961 không dễ bị suy sụp trước những sóng gió của cuộc đời. Sự kiên cường và tinh thần bất khuất giúp họ luôn giữ được sự bình tĩnh, vững vàng đối mặt với thử thách bằng một trái tim đầy nghị lực. Tóm lại, người sinh năm Tân Sửu 1961 là những cá nhân đáng tin cậy, chăm chỉ và kiên định, luôn hướng đến sự ổn định và bình vững trong cuộc sống. Họ là những người bạn, người đồng hành lý tưởng, luôn sẵn sàng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, để thích nghi tốt hơn với những biến động của xã hội hiện đại, họ có thể cần phải học cách linh hoạt và cởi mở hơn trong suy nghĩ và hành động. Sự kết hợp giữa bản tính kiên định và khả năng linh hoạt sẽ giúp họ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong mọi tình huống. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Sửu trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch của tính chủ tuổi Tân Sửu. Trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch năm 2024, mở ra một chuỗi những biến động đầy màu sắc và thách thức đối với người tuổi Tân Sửu 1961. Đây không chỉ là một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống, mà còn là thời điểm để bạn thể hiện bản lĩnh, sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong mọi khía cạnh. Hãy cùng nhìn sâu vào những diễn biến chính trong các lĩnh vực cuộc sống của bạn trong thời điểm cuối tháng này. Sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong cuối tháng này chứa đựng nhiều sự thay đổi không quá lớn, nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế trong cách ứng xử và giao tiếp. Những biến động nhỏ có thể xuất hiện, như những thử thách đến từ môi trường làm việc hoặc từ mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Để vượt qua những khó khăn này, bạn cần giữ cho mình một thái độ hòa nhã và biết cách ứng xử khéo léo. Sự linh hoạt trong cách xử lý tình huống có thể giúp bạn biến những thách thức tưởng chừng như bất lợi thành cơ hội để khẳng định vị thế. Mặc dù cơ hội lớn chưa xuất hiện, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ có thể đạt được những thành công nhỏ nhưng có ý nghĩa, từ đó củng cố vị trí hiện tại trong công việc. Về tài lộc, trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch không phải là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện các kế hoạch đầu tư lớn hay mở rộng kinh doanh. Những quyết định tài chính trong thời gian này cần được xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn trọng. Sự mạo hiểm có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước. Vì vậy, việc tránh xa các khoản đầu tư mạo hiểm và hạn chế vay mượn là điều cần thiết. Tuy nhiên, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính sẽ giúp bạn duy trì cuộc sống hàng ngày một cách bền vững. Hãy ưu tiên chi tiêu hợp lý, cẩn trọng với những khoản chi tiêu không cần thiết để bảo vệ sự ổn định tài chính của mình trong giai đoạn này. Trong phương diện tình cảm, trong 5 ngày vàng cuối tháng này đòi hỏi người tuổi Tân Sửu cần đặt sự giao tiếp và thấu hiểu lên hàng đầu. Những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình có thể xuất hiện như những cơn gió nhẹ, thoáng qua. Nhưng nếu bạn dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu đối phương,
những mâu thuẫn này sẽ được giải quyết một cách êm đềm. Đối với những người đã kết hôn, đây là cơ hội để bạn củng cố mối quan hệ vợ chồng bằng cách dành thêm thời gian chất lượng cho nhau. Tình yêu cần sự chăm sóc, và tháng này, sự kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu sẽ là chìa khóa để giữ cho mối quan hệ luôn ấm áp và bền vững. Sức khỏe của bạn trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch có thể gặp một số vấn đề đặc biệt liên quan đến xương khớp và huyết áp. Đây là thời điểm bạn cần chú trọng hơn đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm việc quá sức. Một chế độ tập luyện nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn mang lại sự lạc quan trong tinh thần. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ, vì việc phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn sẽ giúp bạn có những biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn. Tổng thể, trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch năm 2024, là một giai đoạn mà người tuổi Tân Sửu cần giữ vững sự bình tĩnh và thận trọng trong mọi quyết định. Những thử thách có thể xuất hiện từ nhiều phía, nhưng với lòng kiên nhẫn, nghị lực và sự kiên định, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và tìm lại sự ổn định trong cuộc sống. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn nhìn nhận lại những gì đã trải qua, học hỏi từ những trải nghiệm và chuẩn bị cho những thay đổi tích cực trong tương lai. Đừng quên rằng, dù khó khăn có đến đâu, sự lạc quan và ý chí kiên cường sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường, giúp bạn vượt qua mọi thử thách để vươn tới thành công và hạnh phúc. Xét về phương diện sự nghiệp, tính chủ Tân Sửu trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm, các bậc thầy tử vi cho biết, về nam mạng, trong cuối tháng này, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tam hợp, mang đến cho bạn những cơ hội không ngờ tới trong công việc. Sự nghiệp của bạn sẽ diễn ra thuận lợi và thành công hơn mong đợi, với nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân. Hãy tận dụng thời gian này để tập trung vào công việc, chăm chỉ và nhiệt huyết hiện thực hóa các kế hoạch đã vạch ra. Thành công đang ở rất gần bạn. Chỉ cần bạn tiếp tục nỗ lực trong môi trường làm việc, bạn sẽ nổi bật với sự khéo léo và khả năng giải quyết vấn đề, qua đó nhận được sự nể phục từ đồng nghiệp và sự tin tưởng từ cấp trên. Những nhiệm vụ quan trọng và thách thức có thể sẽ được giao cho bạn, và mặc dù chúng đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ, thậm chí cả khi mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ xứng đáng với sự cống hiến của bạn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đạt được những thành tựu lớn, có thể là sự thăng chức hoặc tăng lương. Nếu bạn đang tham gia học hành hoặc chuẩn bị cho kỳ thi, đừng lo lắng quá nhiều, hãy tin tưởng vào kiến thức và khả năng của mình. Đồng thời ôn luyện cẩn thận, bạn sẽ gặt hái kết quả như ý muốn. Đừng quên rằng, những nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi công việc hoặc dấn thân vào những lĩnh vực mới, đây là thời điểm thuận lợi để bắt đầu, tập trung và nghiêm túc trong công việc. Bạn có thể thu hút sự chú ý của quý nhân, nhận được sự hỗ trợ và truyền dạy từ những người có kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và kỹ năng góp phần vào sự phát triển lâu dài của sự nghiệp, nữ mạng. Cuối tháng này, với sự hỗ trợ từ tam hợp, người tuổi Sửu sẽ trải qua một thời kỳ công việc hanh thông và đầy bất ngờ. Sự nghiệp của bạn sẽ diễn ra thuận lợi với nhiều cơ hội để bạn phát huy khả năng và thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Sự chăm chỉ và nhiệt huyết của bạn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Với thành công đang chờ đón, trong môi trường làm việc, bạn sẽ chứng minh được vị thế và năng lực của mình, từ đó nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp và sự tin tưởng từ cấp trên. Những nhiệm vụ quan trọng có thể sẽ được giao cho bạn, và mặc dù sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, thậm chí làm việc cả khi mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Có thể bạn sẽ nhận được tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương trong thời gian này. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi hoặc tham gia học hành, hãy giữ vững niềm tin vào kiến thức và khả năng của mình. Đừng quên ôn luyện cẩn thận, bạn sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là chìa khóa để bạn thành công nếu bạn có ý định chuyển đổi công việc hoặc bắt đầu những lĩnh vực mới. Đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện, hãy tập trung vào làm việc nghiêm túc.
bạn có thể lọt vào mắt xanh của những người có ảnh hưởng, nhận được sự hỗ trợ và truyền dạy từ những người có kinh nghiệm. Những kiến thức và kinh nghiệm quý giá này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Phương diện tài lộc, về nam mạng, trong năm ngày vàng cuối tháng này, người tuổi Sửu sẽ trải qua một khoảng thời gian thuận lợi và viên mãn trong sự nghiệp, từ đó kéo theo sự phát triển đáng mơ ước về tài chính. Bạn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa khi túi tiền của mình luôn đầy đặn, cho phép bạn tự do chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tận hưởng những thành quả công việc mà mình đã vất vả xây dựng. Đối với những ai làm công ăn lương, bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và sẵn sàng nhận những thử thách mới. Sự nỗ lực và lòng trung thành của bạn không chỉ khiến cấp trên đánh giá cao, mà còn mang lại những phần thưởng xứng đáng. Nếu bạn tiếp tục duy trì phong độ này, cơ hội thăng chức và tăng lương sẽ không còn xa vời, đồng nghĩa với việc tình hình tài chính của bạn sẽ ngày càng cải thiện trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn tiếp tục giữ vững chữ tín và sự chân thành trong giao tiếp. Điều này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ từ phía khách hàng và đối tác. Nhiều khách hàng cũ sẵn sàng quay lại và không ngần ngại giới thiệu thêm người mới cho bạn. Đây chính là thời điểm lý tưởng để ký kết hợp đồng và mở rộng quy mô đầu tư. Dù bạn có thể phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, nhưng thành quả sẽ phản ánh rõ rệt sự nỗ lực của bạn. Hãy tin tưởng vào khả năng đánh giá và tầm nhìn của mình để mạnh dạn tiến bước trong công việc. Nữ mạng, cuối tháng này mở ra một cơ hội vàng cho người tuổi Sửu, đặc biệt là trong lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Bạn sẽ thấy mình đang ở trong một giai đoạn thịnh vượng, nơi tài chính trở nên ổn định và phong phú hơn. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng, cảm nhận được sự tự do tài chính mà nhiều người mơ ước. Đối với những người làm công ăn lương, bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không ngần ngại nhận những nhiệm vụ khó khăn. Những nỗ lực và sự tận tâm của bạn đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, đồng thời mang lại những phần thưởng hấp dẫn. Nếu bạn tiếp tục duy trì sự chăm chỉ và tận tụy, khả năng thăng chức và tăng lương sẽ gần như chắc chắn, giúp bạn nâng cao mức sống và sự ổn định tài chính trong tương lai. Với những người làm kinh doanh, sự chân thành và đáng tin cậy của bạn đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng và đối tác. Nhiều khách hàng cũ mong muốn quay lại và giới thiệu thêm người mới cho bạn, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Cuối tháng này là thời điểm lý tưởng để ký kết hợp đồng và khám phá những cơ hội đầu tư mới. Dù bạn sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, nhưng kết quả sẽ đáng giá với những gì bạn đã bỏ ra. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và mạnh dạn theo đuổi những cơ hội mà bạn cho là phù hợp. Phương diện tình duyên gia đạo, về nam mạng, trong năm ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch mở ra một không gian mới mẻ và tươi vui cho các quý ông tuổi Sửu, đặc biệt trong phương diện tình cảm. Bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này không chỉ mang lại cho bạn sự tự tin mà còn khiến bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những thành tích xuất sắc và cống hiến không ngừng nghỉ của bạn trong công việc giúp bạn nổi bật và thu hút sự quan tâm từ người khác giới. Bạn sẽ nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và những cơ hội làm quen mới mặc dù bạn có thể cảm thấy vui mừng trước sự quan tâm này. Việc có mở lòng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đừng ngần ngại trò chuyện và tìm hiểu những người xung quanh. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một mảnh ghép phù hợp với mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sự nghiệp không phải là tất cả. Sắp xếp thời gian để thư giãn, kết nối với bạn bè và chăm sóc bản thân là điều cần thiết để bạn có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Nữ mạng, đối với các quý cô tuổi Sửu, trong năm ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch mang lại nhiều điều tươi mới và niềm vui trong tình cảm. Sự lạc quan và tinh thần vui vẻ của bạn sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực, giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý và yêu mến từ người xung quanh. Công việc của bạn đang trên đà phát triển và thành tích nổi bật của bạn không chỉ làm bạn tự hào, mà còn khiến bạn trở thành người hấp dẫn trong mắt những người khác giới. Bạn có thể nhận được nhiều lời mời làm quen và cơ hội kết nối mới. Tuy nhiên,
Việc có mở lòng hay quyết định tiến xa hơn với ai đó hoàn toàn nằm trong tay bạn. Hãy thử trò chuyện và tìm hiểu những người xung quanh. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một đối tác phù hợp. Đừng quên dành thời gian cho bản thân ngoài công việc. Hãy sắp xếp những buổi hẹn hò, vui chơi và giao lưu với bạn bè để tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Đối với những người đã có đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy sẽ trở nên ngày càng gắn bó và ấm áp. Sự chia sẻ, trò chuyện hàng ngày sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Nếu có thời gian, hãy cùng nhau thưởng thức những bữa ăn lãng mạn hoặc thực hiện những chuyến du lịch ngắn ngày để làm mới tình cảm và khám phá những khía cạnh mới mẻ của nhau. Phương diện sức khỏe, về nam mạng, trong năm ngày vàng cuối tháng này, dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của bạch hổ hung tinh, sức khỏe của người tuổi Sửu có thể gặp phải những vấn đề đáng lo ngại. Bạn sẽ nhận thấy cơ thể mình không còn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như trước, và điều này có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Để đối phó với tình trạng này, việc xây dựng một kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý là cực kỳ quan trọng. Bạn nên cân nhắc sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách khoa học. Tránh làm việc quá sức để không gây ra mệt mỏi kéo dài, thậm chí dẫn đến tình trạng kiệt sức, đặc biệt khi tham gia giao thông hoặc thực hiện các công việc nặng nhọc. Bạn cần chú ý và tập trung cao độ. Những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu bạn không cẩn thận. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo an toàn cho bản thân khi cảm thấy mệt mỏi. Đừng ép mình phải tiếp tục làm việc, vì điều này chỉ làm tình trạng sức khỏe của bạn thêm trầm trọng. Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu bất thường trong cơ thể, hãy sắp xếp thời gian để đi khám ngay. Việc trì hoãn việc chữa trị có thể dẫn đến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tốt nhất là hãy chăm sóc sức khỏe của mình một cách chủ động và kịp thời. Nữ mạng, với sự tác động của bạch hổ hung tinh, sức khỏe của người tuổi Sửu có thể gặp phải nhiều vấn đề. Bạn có thể cảm nhận thấy sức khỏe của mình suy giảm rõ rệt, không còn được như trước. Để giữ gìn sức khỏe, việc xây dựng một kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý là rất quan trọng. Hãy tránh cố gắng làm việc quá sức và đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để thư giãn và hồi phục. Sự mệt mỏi kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn, thậm chí dẫn đến tình trạng kiệt sức. Khi tham gia các hoạt động giao thông hoặc làm các công việc nặng nhọc, bạn cần đặc biệt chú ý và cẩn trọng để tránh gặp phải những sự cố không mong muốn. Trong trường hợp bạn cảm thấy cơ thể không ổn, đừng cố gắng tiếp tục làm việc mà hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng sức khỏe xấu đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, hãy lập tức sắp xếp thời gian để đi khám và chữa trị. Đừng để tình trạng bệnh kéo dài, vì điều này có thể khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng và gây tốn kém thời gian cũng như công sức để điều trị sau này. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn một cách chủ động và kiên nhẫn để đảm bảo rằng bạn luôn duy trì được sức khỏe tốt nhất. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Hưởng trọn đại lộc trong 5 ngày tới. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, hợp vía thần tài, may mắn bùng phát, phúc đức kéo về ầm ầm, tiền quyển xếp ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Giới tử vi tiết lộ, đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch năm 2024. Tiếp theo chương trình là dự báo tử vi chi tiết 5 ngày vàng cuối trong tháng 8 âm của tính chủ Tân Sửu. Tử vi 5 ngày vàng cuối tính chủ Tân Sửu tháng 8 âm. Về nam mạng, sự nghiệp, trong 5 ngày cuối của tháng, lĩnh vực công việc của bạn chứng kiến sự chuyển mình đầy tích cực. Những nỗ lực, chăm chỉ và sự kiên nhẫn từ những tuần trước đang dần hiện rõ thành quả. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn đánh giá lại những thành công đạt được, đồng thời hoạch định cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Bạn có thể nhận thấy cơ hội mới mở ra trước mắt. Đừng ngần ngại chớp lấy chúng, vì đó chính là chìa khóa mở ra những cánh cửa thành công lớn hơn. Tài chính của bạn trong những ngày này sẽ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Những khoản thu nhập ngoài mong đợi có thể sẽ xuất hiện, hoặc các khoản đầu tư bạn đã thực hiện trước đó bắt đầu sinh lời. Tuy nhiên, dù bạn có phần nào thành công, hãy nhớ rằng,
Việc quản lý tài chính lâu dài vẫn rất quan trọng. Đừng để sự vui mừng nhất thời làm bạn quên mất việc lập kế hoạch tài chính cẩn thận và hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm. Về mặt tình cảm, trong 5 ngày cuối tháng này hứa hẹn sẽ mang đến những niềm vui và sự hạnh phúc trong mối quan hệ gia đình cũng như các mối quan hệ cá nhân. Sau những thử thách và khó khăn trước đó, mối quan hệ với người thân, bạn bè hay đối tác dần được cải thiện và trở nên gắn bó hơn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn chăm sóc và hâm nóng tình cảm, tạo ra những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa bên những người quan trọng trong cuộc sống của bạn. Sức khỏe. Về sức khỏe, tình hình của bạn trong 5 ngày cuối tháng này có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái sức khỏe tốt, hãy nhớ tiếp tục các thói quen lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc. Những bước nhỏ này sẽ giúp bạn có đủ năng lượng và sự bền bỉ để đối mặt với các thử thách sắp tới, đồng thời giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Nữ mạng, công việc. Trong 5 ngày cuối của tháng, công việc của bạn sẽ được chứng kiến những sự thay đổi tích cực, những công sức và sự cống hiến từ đầu tháng đang bắt đầu đơm hoa kết trái. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn xem xét lại những thành tựu đạt được và chuẩn bị cho các bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nếu có cơ hội mới xuất hiện, đừng chần chừ mà hãy nắm bắt ngay, vì đây có thể là cơ hội vàng để bạn tiến bước và phát triển hơn nữa. Tài chính của bạn trong tuần này có vẻ như sẽ mang đến nhiều tin vui. Các nguồn thu nhập bất ngờ hoặc những khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời, có thể khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, việc giữ vững một kế hoạch tài chính dài hạn là rất quan trọng. Đừng để sự hào hứng hiện tại làm bạn quên đi việc kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch tài chính hợp lý. Tình cảm. Mối quan hệ gia đình và tình cảm cá nhân của bạn trong tuần này có xu hướng trở nên tốt đẹp hơn. Sau những giai đoạn khó khăn trước đây, mối quan hệ với người thân, bạn bè hay đối tác đang dần hồi phục và phát triển. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn chăm sóc và củng cố các mối quan hệ, tạo ra những khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ bên những người bạn yêu quý. Sức khỏe. Sức khỏe của bạn trong tuần cuối tháng này có xu hướng ổn định. Tuy vậy, việc duy trì các thói quen tốt như tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc vẫn rất quan trọng. Những thói quen này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách sắp tới và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Tiếp theo là cảnh báo về hiểm họa của tính chủ Tân Sửu trong 5 ngày cuối tháng 8 âm của nam mạng và nữ mạng và cách hóa giải cụ thể theo phong thủy. Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, những người sinh năm Tân Sửu 1961, bao gồm cả nam và nữ mạng, có thể đối mặt với những hiểm họa lớn. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân mà còn có thể tác động đến cuộc sống gia đình và tài chính. Dưới đây là một cái nhìn sâu sắc về các nguy cơ và cách hóa giải cụ thể qua phong thủy để giúp bạn vượt qua tháng này một cách suôn sẻ. Hiểm họa về sức khỏe. Nam mạng, trong 5 ngày vàng cuối tháng 8 âm lịch có thể là thời điểm mà sức khỏe của nam giới Tân Sửu phải đối mặt với nhiều thách thức. Các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và xương khớp có thể trở nên nghiêm trọng hơn, khiến bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi và không ổn định. Những cơn đau nhức có thể xuất hiện do vận động quá mức hoặc chấn thương, trong khi tình trạng tiêu hóa có thể bị rối loạn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Nữ mạng. Đối với nữ mạng, sức khỏe cũng là một mối lo ngại đáng kể trong 5 ngày cuối tháng này. Các vấn đề về huyết áp và tim mạch có thể trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng tinh thần. Những triệu chứng này có thể làm giảm khả năng làm việc và ảnh hưởng đến tâm trạng, làm cho bạn cảm thấy khó chịu và lo lắng. Cách hóa giải. Để cải thiện sức khỏe, hãy áp dụng những biện pháp phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. Đặt một quả cầu đá thạch anh tím ở hướng đông nam của ngôi nhà bạn để cân bằng năng lượng và tạo sự hài hòa. Thạch anh tím có khả năng làm dịu và tăng cường sức khỏe tinh thần. Đồng thời, sử dụng một bát muối biển ở góc tây nam để hấp thụ các năng lượng tiêu cực, giúp thanh lọc không gian và tăng cường sinh khí. Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng,
như yoga hoặc thiền để duy trì sự cân bằng cơ thể và tâm trí. Đừng quên duy trì một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đủ nước và hạn chế thực phẩm có hại để nâng cao sức khỏe tổng thể. Hiểm họa về tài chính, Nam Mạng. Trong 5 ngày cuối tháng này, tài chính của Nam Mạng Tân Sửu có thể gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư hoặc kinh doanh có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn, gây thất thoát tiền bạc và làm gia tăng chi tiêu ngoài dự tính. Điều này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tài chính không ổn định và gặp phải những vấn đề về tiền bạc mà không dễ dàng giải quyết. Nữ mạng cũng có thể gặp phải những thách thức tài chính tương tự, có nguy cơ bị lừa đảo hoặc gặp phải những vấn đề nợ nần. Đặc biệt, nếu việc quản lý tiền bạc không được thực hiện cẩn thận, việc không kiểm soát chi tiêu có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính cá nhân. Cách hóa giải để bảo vệ tài chính của mình: hãy đặt một cây kim tiền hoặc cây phú quý ở góc đông nam của ngôi nhà hoặc văn phòng. Những cây này được cho là có khả năng thu hút tài lộc và tăng cường vượng khí, giúp bảo vệ tài sản và cải thiện tình hình tài chính. Hãy hạn chế các khoản đầu tư lớn và kiểm soát các chi tiêu một cách nghiêm ngặt, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào và tránh xa các dự án rủi ro để bảo vệ nguồn tài chính của bạn. Hiểm họa về quan hệ gia đình, Nam Mạng. Quan hệ gia đình của Nam Mạng có thể trải qua những thời điểm căng thẳng trong cuối tháng này. Xung đột nhỏ và hiểu lầm có thể dễ dàng xảy ra, làm gia tăng sự căng thẳng và khó khăn trong giao tiếp với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có và làm giảm sự hòa thuận trong gia đình. Nữ mạng cũng có thể đối mặt với sự bất hòa trong gia đình, đặc biệt là trong quan hệ với chồng hoặc con cái. Sự thiếu kiên nhẫn và áp lực từ các mối quan hệ có thể dẫn đến những mâu thuẫn và căng thẳng không cần thiết, làm ảnh hưởng đến không khí gia đình và tâm trạng của bạn. Cách hóa giải để tạo sự hòa thuận trong gia đình: hãy đặt một bức tượng Phật Di Lặc hoặc một bức tranh phong thủy có hình ảnh sông núi yên bình ở phòng khách hoặc phòng ngủ. Những hình ảnh này được cho là có khả năng hóa giải xung đột và tạo ra một không gian hòa bình. Đồng thời, sử dụng các loại hương thơm như hoa nhài hoặc oải hương để làm dịu không khí trong gia đình. Dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Tạo cơ hội cho các cuộc trò chuyện chân thành, kiên nhẫn và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Giữ cho tâm trạng luôn bình tĩnh để duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch có thể mang đến nhiều thử thách cho những người sinh năm Tân Sửu 1961. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ứng dụng phong thủy đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể vượt qua những hiểm họa này và mang lại sự bình an cho bản thân và gia đình. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung hưởng trọn đại lộc trong 5 ngày tới. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, hợp vía thần tài, may mắn bùng phát, phúc đức kéo về ầm ầm, tiền quyển xếp ngập nhà, đổi đời giàu khỏe vô cùng. Giới tử vi tiết lộ, đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.